Chào toàn thể anh em nhé. Mình đang làm cây sộp. Cây sộp này là cây sộp song thân. Đó, dáng làng. Cách đây không lâu thì mình có một cây dáng làng cũng song thân, song thân sau này hóa làng đấy. Cũng đẹp lắm nhưng mà em nó ra đi cứu chủ rồi. Đó, bây giờ mình đang làm cây. Em này bây giờ cũng đang có tiến triển rất là nhanh. Đó, hai thân này, hai thân, mỗi thân là hai tay một ngọn đấy, là sau này nó sẽ thành hóa làng đấy, sau này nó ra rễ buông là hóa làng đấy. Đây, hệ thống rễ bây giờ rất là đẹp này. Đó, em này là mình không bán nhá. Đấy, em này là mình để chăn nuôi này, bởi vì cứ bán rồi thì chẳng bao giờ có cây giao hồn để mà chơi, cứ bán giữa chừng các bạn ạ. Đó, đang làm quay chia sẻ cho các bạn một chút thôi. Đó, sau này nó tạo thành một cái vách ở đây này. Ở ngón tay mình chỉ cái này. Đó, ở đây nó có cái rễ này. Đó, rễ ra rất là nhiều. Đó, đang hàng chăn nuôi. Đấy, các bạn thấy không? Làm cây vất vả lắm, đâu có đơn giản đâu. Cây nhổ ngoài đường về đây xong rồi. Đó, các bạn hình dung nhá, làm từ khi bằng cây đũa ấy. Đó, bây giờ nó to bằng ngón tay cái rồi này. Đấy, hoành gốc của nó nhá. Bây giờ to bằng ngón tay cái này. To hơn ngón tay cái luôn rồi. Đó, nhìn nhỏ vậy thôi. Giờ này năm sau chắc là có thể là cũng chơi tương đối được rồi. Đó, bệ rễ rất là ngon, rất là chuẩn. Đấy, sau này chém đây này. Chém đây, chém đây, chém đây. Đó, nhánh này cũng thế, chém ngắn đi, cắt ngắn đi cho nó ra. Mỗi bên là chơi đơn giản thôi, hai tay một ngọn. Nhưng mà em này hóa làng đấy. Em này là trực song thân hóa làng. À, tí nữa mình up lên YouTube các bạn xem cho nét nhá. À, mọi lần là mình dựng phông, mình quay cho nó chi tiết. Nhưng mà bây giờ đang làm cây mà không có thời gian. Cảm ơn các bạn xem clip nhé. Và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.